Vâng, đây là thành quả của anh Vũ đã đi xe đạp kết. Rồi. Ồ, mình là chủ viện chủ thất mà Vũ này đi xe đạp kia. Vì mình đi là đừng đùa, không đi đùa. Nam bộ. Bắt đầu đi. Thể hiện ngu nhất thế giới. Thế là ui giời. Đi đi. Không đi chưa đạp không đổ luôn. Đây chỉ là clip giải trí. Chí luôn á. Bây giờ mình đã kết thúc clip đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.